chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải cái ứng dụng đàn organ phiên bản 2022 về điện thoại và cách chúng ta có thể cài cái bộ sampler, cái bộ set vào để chúng ta có thể chơi được những cái điệu ví dụ như cha cha, disco, bolero. Đó. Thì trước tiên là chúng ta sẽ vào cửa hàng tải cái ứng dụng về. Chúng ta vào cửa hàng, chúng ta tìm với từ khóa là organ 2022 này và chúng ta tải về nhé. Chúng ta ấn cài đặt. Mình đã tải sẵn, bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn luôn. Trước tiên là chúng ta sẽ tải về và ta ấn vào ứng dụng. Thì đầu tiên để cài được cái bộ set, bộ sampler vào đàn thì chúng ta sẽ ấn vào set này. Đây chúng ta nhìn thấy mục set này. Chúng ta ấn vào đây. Tiếp theo ta ấn vào mục như quyển sổ này, chúng ta ấn vào đây. Đầu tiên thì nó bắt chúng ta phải xem quảng cáo nhé. Chúng ta tải trên CH Play về, nó bắt chúng ta phải xem quảng cáo. Thì chúng ta ấn vào cái mục vàng vàng này, mục trên cùng này. Chúng ta xem. Đó, cái này nó chỉ cho chúng ta xem mất 5 giây thôi. Rất là nhanh. Đó, ok. Tiếp theo ta lại làm lại. Ta lại ấn vào set tiếp. Và lại ấn vào quyển sổ. Đó, lúc này nó đã cho chúng ta tải các cái bộ sampler, cái bộ set vào đàn. Đó, đầu tiên là chúng ta sẽ ấn vào cái mục download nhé. Hai cái này thì chúng ta tìm xem nó ở đâu. Ví dụ cái bên trên chúng ta sẽ tìm vào mục download này. Đây ví dụ download này, ta ấn vào. Đây chính là cái ba cái bộ set mình đã cài về điện thoại. Ví dụ mình đã chọn cái mục cha cha này, chúng ta sẽ ấn vào và chờ nó load là chúng ta có thể chơi được các cái điệu trong cái bộ set này. Đó, đây nó đã có các cái bài đây. Ví dụ như Bạc Trắng Tình Đời này, Bolero, Cha Cha này, Cô Hàng Xóm này, đàn này. Và rất có rất nhiều các cái tiết tấu hay. Đó, ok, ví dụ Cô Hàng Xóm này. Đó, nó có cả intro sẵn. Ví dụ disco, liên khúc disco này, nhạc này rất là hay nhé. Y như liên khúc Chiều Mưa mà chúng ta thường nghe trên các băng đĩa ấy. Đó, và nó có rất nhiều các cái tiết tấu hay. Đó thì chúng ta cứ làm tương tự như vậy là chúng ta có được cái bộ set. Thì link tải bộ set thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhé. Bạn nào muốn tải thì cứ ấn vào link bên dưới. Và bây giờ mình sẽ chơi thử một vài bản nhạc trên ứng dụng đàn organ 2022 này. Nếu như không hay thì các bạn đừng ném đá mình nhé. Mình chỉ chơi vui với niềm đam mê là chính.